Nguyên liệu gồm có đây là chân gà, đây là chân gà, muối ớt, đây là muối ớt, hai quả cà chua và một trái dưa leo, và một trái dưa leo và một nấm rau xà lách, đây là nấm rau xà lách, cho rau vào chảo, bỏ vào, lại nhiều quá thì dễ không sao chọn, sẽ bỏ vào cái tô to, mình bỏ vào cái tô to, lấy muối ớt sẽ rắc lên. Bây giờ mình cho xuống cho sao tới nha, cho chút sao tới cho đẹp. Thank you.
Quên. Tắt mic đi thấy. Tắt mic coi.